mùa đông. Hiện giờ đang diễn ra tại công viên 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người buôn đào phải mang những chiếc túi ni lông ra để chống rét cho hoa đào, để cho đào đỡ nở. Các bạn có thấy một hiện tượng lạ là mùa đông trong thành phố Hồ Chí Minh không? Thưa cô bác, anh chị và các bạn, đây không phải là mùa đông xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do hoa đào nóng quá nở hết ra cho nên là những chủ vựa đã phải lấy những cái túi ni lông để bọc lại để tránh cho hoa đào nở. Nhưng mặc dù sự cố gắng thế nào của cô bác anh chị chủ vựa nhưng hoa đào vẫn cứ nở, không chịu nghe lời nha cô bác. Đây, Thành quay cận cảnh cho cô bác anh chị và các bạn xem. Nở hết rồi cô bác ơi. Người xem thì nhiều, người mua thì ít. Bạn ngàn nha cô bác. Còn rất nhiều và rất nhiều. Có hiện tượng bị héo rồi. Một số thì đang chặt bỏ vứt đi. 500 một cái hả? Thưa cô bác anh chị và các bạn, đây chính chủ vựa đang xả đào. 500 một cây to, tổ bố nó to bự luôn, thông báo ra đào giá rẻ cô bác anh chị ơi. 500 rồi. 500 một cây. 500 một cây đào. Đây là ông chủ đang kêu 500 một cây đào. Đó, cô bác nào có nhu cầu đến ngay công viên 23 tháng 9 nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Trãi. Chủ vựa sẽ phục vụ đến nơi đến chốn. Năm trăm một cây. Xả đây. Thưa các bác anh chị và các bạn, đây là hình ảnh của những chủ vựa đào bán không người mua và phải bỏ, chặt bỏ. Vừa rồi như ông chủ đã kêu là bán xả bỏ 500 cây to mà không có một người nào mua nha các bác. Đây bây giờ chặt bỏ chất đống ở đây luôn. Đào rẻ cô bác ơi, đào rẻ tại xuất hiện tại công viên 23 tháng 9. Đây là những hình ảnh của những gốc đào phải chặt bỏ. Em ơi giúp anh luôn đấy. Thưa cô bác, đào xả bỏ cây to cao cỡ khoảng chừng hơn 1 mét mà bán giá có 500 đồng một cây nha cô bác. Ở ngoài kia đang xả bỏ mà giờ người dân cũng đang hơi bị nưỡng lự bởi vì là hoa đào đã nở hết rồi, mà mua hoa về thì để chơi hoa, mà hoa thì cũng tàn hết rồi, cho nên là người ta nói nhỏ người ta để nó biết đấy, chơi hoa mà hoa đã nở hết rồi không ai mua thì mới khổ, giờ phải chặt bỏ này. Bạn ngàn nha cô bác. Nếu cô bác nào mà có nhu cầu mua đào rẻ thì nên công viên 23 tháng 9.
rất nhiều nha cô bác. Tận cảnh hoa đào nở hết rồi cô bác, nở này có hiện tượng héo cho nên là người dân không mua. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, toàn đào giờ hiện giờ toàn còn cây lớn, với lượng như này rất còn nhiều nha cô bác. Tất cả các nhà vườn đều xả bỏ nhưng người dân không ai chịu mua, tại vì hoa đào nở hết rồi cho nên người ta không thích mua. Đây Thành đưa tận cảnh những hình ảnh cho cô bác, anh chị và các bạn xem. Cây đào rất lớn. Thưa cô bác, đây. Đây là hình ảnh thực tế nha cô bác. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, nhìn cảnh này rất xót xa nhưng không sao mà giúp được cho những nhà vườn. Cho nên Thành xin dừng video tại đây. Một lần nữa xin chúc tất cả cô bác, anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và cho Thành xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết vui vẻ, ấm áp bên người thân, sang năm mới làm ăn phát tài phát đạt. Xin chào, hẹn gặp lại.